Cô chú anh chị và các bạn ơi, bây giờ Tấn sẽ dẫn cả nhà đi tham quan du lịch ở Hồng Kông nha. Khu phố ẩm thực bên Hồng Kông. Nói giỡn chút xíu thôi, bây giờ Tấn sẽ quay cái quán ăn cho thuê. Chiều ngang á là tới 14m và chiều dài tới 70m. Được thiết kế và trang trí cái phong cách giống như bên Hồng Kông vậy đó. Thì bây giờ cô Thảo chủ quán là chủ đất luôn á, là sẽ cho thuê với giá 15 triệu một tháng, là sẽ để lại nguyên hiện trạng cái quán như thế này luôn. Bàn, ghế, chén, dĩa, sân khấu, lo hát karaoke, rồi phòng máy lạnh. Nói chung là để lại tất cả mọi thứ. Tấn quay video này cô chú anh chị thấy hiện trạng như thế nào là để lại như vậy nha, để cho người mới vô thuê rồi tiếp tục kinh doanh buôn bán. Thì cái chỗ này á là nhà hàng, quán ăn, chúng ta có thể là mở thêm karaoke hay là quán cà phê sân vườn cũng được nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa. Thì cái quán này là hướng nam nha. Địa chỉ ở đây á, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chỗ này thì gần khu công nghiệp Phước Đông nha. Ở đây ra cổng chính khu công nghiệp Phước Đông ngay siêu thị Cướp Mắt á, là khoảng chừng hơn 2 cây số thôi. Đi vô thị trấn Gò Dầu là khoảng 6 cây. Còn cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh á, lên tới đây là 45 cây số nha. Cô chú anh chị coi nè, trang trí quá đẹp luôn. Và cái quán này Tấn thấy á, là cũng mới xây thôi cô chú anh chị ơi, cho nên là còn rất là mới nha. Quán còn rất là mới, rộng rãi, chiều ngang là tới 14m và chiều dài là tới 70m. Có phòng máy lạnh nè, rồi có những cái gian nhà mát nè. Còn bên đây là có sân khấu hát với nhau nè. Và có tới 2 cái phòng ngủ ở lại nha cô chú anh chị. Bên trên kìa, đó bên trên là có lầu luôn nha, có máy hiên di động luôn. Có trồng cây kiểng trang trí, nói chung là cái quán này làm hoàn thiện, làm đẹp luôn cô chú anh chị. Ở phía trước là có 2 cây bông giấy nè. Đó, rực rỡ luôn ha. Có cổng đồ và cái nền nó thì rất là cao luôn. Rộng rãi, đậu xe đồ thoải mái. Đó, trước đây là bán lẩu nướng barbecue nè. Đây, những cái bảng hiệu phía trước thì có sẵn ha. Mặt tiền đường nhựa này cô chú anh chị, đường rộng thoáng. Đi ra hướng này 6 cây số là vô thị trấn Gò Dầu nè. Ở đây là xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh nha. Còn đi ra hướng này có 1 cây số thôi là ngã tư nông trường, khu công nghiệp Phước Đông á. Là ngoài đây, tỉnh lộ 384 nè cô chú anh chị. Ở ngoài đây là tỉnh lộ 382 chứ. Tỉnh lộ 382, ngã tư nông trường, khu công nghiệp Phước Đông là đi ra hướng này. Rồi chợ rồi đó, điện máy xanh, thế giới di động, đi ra 1 cây số thôi là có đầy đủ nha. Đây, nhà cửa hàng xóm đối diện nè. Còn bên phía quán thì cô chú anh chị thấy, phải nói là cô Thảo chủ quán rất chịu đầu tư luôn nha. Đổ cái nền rất là cao luôn. Đổ cái nền rất là cao luôn. Bên hông bên đây á, là cái vườn cây của hàng xóm cho nên mát mẻ dữ lắm. Đó, cái mặt bằng rộng thoáng và cái vị trí này á, rất dễ. Khách á, người ta đi tới đây là rất dễ nhìn thấy cái bảng hiệu nha cô chú anh chị. Cái vị trí nó thoáng á, nó trống trải á. Có 2 cây bông giấy ở trước rực rỡ. Đó, trồng cây kiển bông hoa và đèn trang trí thì rất là nhiều luôn nè. Có nhà để xe đồ luôn. Giá cho thuê 15 triệu một tháng. Cô Thảo là để lại hiện trạng toàn bộ luôn. Ngoài những cái đèn điện thì có đèn năng lượng mặt trời, có hệ thống camera an ninh xung quanh. Rồi phòng máy lạnh thì trang bị máy lạnh, đèn trang trí đầy đủ hết trơn à. Cửa kính cường lực nè. Thì chỗ này là gần khu công nghiệp đó cô chú anh chị. Bây giờ ở trong khu công nghiệp rồi á, khách Trung Quốc, khách nước ngoài rồi á, rất là nhiều. Cho nên là kinh doanh đó, trước đây là kinh doanh cái loại hình dành cho khách Trung Quốc rồi ha. Thì bây giờ cô chú anh chị có thể tiếp tục kinh doanh giống vậy. Hoặc là chúng ta mở nhà hàng buffet chẳng hạn đó, hay là quán ăn sân vườn, cà phê sân vườn, hay là karaoke hát với nhau đều được nha. Đây, bảng hiệu đồ này kia còn rất là mới luôn.
Thì cái phòng máy lạnh cũng rất là rộng nha. Bên trên á là cái gá khung sắt. Có hai cầu thang đi lên luôn, cầu thang ở trước, cầu thang ở sau. Còn bên đây nè là máy hiên di động khung sắt nè, và có cái sân khấu. Đó, có thể là sân khấu karaoke hát với nhau ngay chỗ này nha. Cái dàn lo âm thanh nè, đó là để lại cho cô chú anh chị thuê để sử dụng luôn đó. Đèn trang trí sân khấu nè. Nói chung là quán trang trí rất là đẹp nha, đầy đủ hết trơn rồi. Từ trong nhìn ra nè, cái mặt bằng rộng rãi thông thoáng, xe máy xe ô tô đồ có rất nhiều chỗ đậu luôn ha. Ở đây gần khu công nghiệp Phước Đông, với lại gần xã Phước Đông, gần thị trấn Gò Dầu. Bây giờ Tấn quay là buổi trưa nha cô chú anh chị. Nếu mà quay buổi sáng sớm hay là buổi chiều khi anh chị em công nhân tăng ca là cái đường này rất là đông luôn. Đông giống như ở Sài Gòn vậy á. Buổi sáng với buổi chiều đông lắm. Còn bây giờ Tấn quay là ngay buổi trưa. Cái khu công nghiệp Phước Đông là khu công nghiệp rất là lớn nha cô chú anh chị. Cho nên là số lượng anh chị em công nhân đông lắm. Ngay chỗ này là quầy pha chế nha. Còn cái bếp là ở sau nữa nha cô chú anh chị. Đó, có camera đây nè. Điện nước wifi này kia là đầy đủ. Thì cái phía bên đây nè là có hai cái phòng, có nhà tắm toilet bên trong luôn. Còn cái phòng thứ ba là ở chỗ nhà bếp nha cô chú anh chị. Đây, có hai phòng ngủ nè, có nhà tắm toilet bên trong luôn, là phòng máy lạnh, gạch dán tường. Đó, phòng rất là rộng đẹp ha. Còn bên đây là cái quầy pha chế nè. Nói chung diện tích đất rộng á cô chú anh chị, cho nên là thiết kế chỗ nào cũng rộng hết á. Đèn trang trí đồ thì rất là nhiều nha. Và bên đây là có ba cái gian nhà mấy lá. Đó, nhìn dễ thương mát mẻ không? Gian nào cũng rộng hết trơn à. Rồi, đây là cái phòng thứ hai nè. Cũng có nhà tắm toilet bên trong luôn nha. Và đây là khu vực bếp nè cô chú anh chị. Tủ lạnh, tủ đông, tủ mát là có đầy đủ hết trơn. Đã để lại toàn bộ hiện trạng như thế này. Để cô chú anh chị vô là có thể là kinh doanh liền được nha. Cho thuê 15 triệu một tháng. Bên đây là cái nhà kho nè. Còn nhà vệ sinh cho khách đó là phía bên đây. Đó, xung quanh là có xây tường hết nha cô chú anh chị. Nhà vệ sinh nam riêng nữ riêng nè. Mới xây cho nên là còn mới sạch sẽ lắm. Sạch đẹp nha. Vị trí Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Gần ngã tư nông trường, khu công nghiệp Phước Đông. Cái đường mặt tiền ở trước là đường nhựa, là từ ngã tư nông trường đi về thị trấn Gò Dầu. Ngã tư nông trường đi vô khoảng chừng hơn cây số là quán bên tay phải nha. Từ trong nhìn ra nè, quá chừng rộng luôn. Đó, cái đường mặt tiền á, nếu mà cô chú anh chị đi tới đây sáng sớm hay là buổi chiều á, buổi chiều 4, 5, 6 giờ nha, là rất là đông luôn. Bây giờ Tấn quay trên lầu cho cô chú anh chị coi luôn nha. Thì lên lầu á là có tới hai cầu thang lận, cầu thang ở trước với lại cái cầu thang này.
Đây bên trên nè, khá là rộng luôn nha. Cái khung là làm bằng sắt, lan can cũng bằng sắt luôn nè. Hàng xóm kế bên á là vườn cây ăn trái cho nên là mát mẻ dữ lắm nha cô chú anh chị. Trên đây là cũng có bàn đồ sẵn nè, có mấy tre đồ luôn. Nếu cô chú anh chị muốn thuê thì liên hệ cô Thảo. Giờ Tấn đọc số điện thoại nè, gặp ngay chủ luôn nha. Cô Thảo á là chủ quán, chủ đất này luôn. 0978 602 360, 0978 602 360, 0978 602 360. Gặp cô Thảo. Để bây giờ Tấn ra ngoài ngã tư nông trường tỉnh lộ 82 á, từ ngoài đó Tấn chạy vô đây cho cô chú anh chị coi cái vị trí nó đẹp như thế nào nha. Xe này là chạy hướng về thị trấn Gò Dầu nè. Cô chú anh chị ơi, Tấn đang ở ngay cái ngã tư đông đúc này, gọi là ngã tư nông trường. Cái đường bự nằm ngang ở phía trước á là đường tỉnh lộ 782. Bây giờ Tấn sẽ chạy vô tới vị trí của cái quán, nãy giờ Tấn quay cho cô chú anh chị coi nha. Đi cái hướng bên tay trái là về Trảng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, còn cái hướng bên tay phải là về cổng chính khu công nghiệp Phước Đông, đi lên núi Bà Đen. Ở ngay ngã tư nông trường thì cô chú anh chị thấy điện máy xanh, thế giới di động, bách hóa xanh, shop con cưng, FPT shop đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ chạy cái hướng là từ ngã tư nông trường đi về thị trấn Gò Dầu nè. Từ ngã tư nông trường mình chạy vô khoảng 1,2 cây số là sẽ tới cái quán nãy giờ Tấn quay bên tay phải. Nhà cửa dân cư rất là đông luôn nè. Ở ngoài đầu đường nãy á là ngân hàng, trường học, rồi chợ, tiện ích đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Cái đường này thì chúng ta thấy rộng thoáng rất là đẹp nha. Đường này chính là đường mặt tiền của quán. Nếu cô chú anh chị đi tới đây buổi sáng sớm, khoảng chừng 6 giờ mấy sáng á là đông dữ lắm. Hoặc là 4 giờ rưỡi, 5 giờ, 6 giờ chiều cũng đông đúc cực kỳ luôn. Bây giờ ở xã Phước Đông giống như cái thị trấn vậy đó cô chú anh chị. Khi mà Gò Dầu lên thị xã thì Phước Đông này sẽ lên phường nè. Đó, cho nên là dân cư rất là đông nha, và tiện ích đầy đủ hết trơn nha. Chuẩn bị lên phường mà. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Gần tới cái quán bên tay phải nha cô chú anh chị ơi. Chỗ này có cái hội chợ nhỏ nhỏ nè. Đây cái quán bên tay phải, ngay chỗ hai cây bông giấy màu hồng nè cô chú anh chị. Cô Thảo cho thuê là 15 triệu một tháng. Đó, vị trí đẹp không? Vị trí này thông thoáng cho nên là dễ nhận biết nha. 15 triệu một tháng. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.